Xin chào và mình là Hương đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị rất là nhiều bánh karep sầu riêng các bạn nhá. Đủ các màu luôn các bạn ạ. Đấy, đủ các loại màu luôn các bạn nhá. Trường. Rồi, thế này mình sẽ tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn bánh karep sầu riêng các bạn nhá. Chơi đấy. Rồi, luật chơi ngày nay chúng ta sẽ bốc vào bánh karep màu nào thì chúng ta sẽ phải ăn bánh karep màu đó các bạn nhá. Wow. Hôm nay có ô chỉ định và ô mất lượt các bạn ạ. Anh nhân dân chỉ và mình sẽ quy định đó là mỗi lần chỉ định chỉ được chỉ định một cái hoặc là hai cái bánh karep các bạn nha. Thế vẫn hướng nào nhỉ? Còn thưởng mình trao người thắng cuộc trong trận chiến này sẽ là 500 đô bạn nha. Đấy, hình phạt ngày hôm nay thì mình sẽ bắt chui háng 30 lần các bạn nha. Rồi, các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ video của mình nha. Người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Người chơi của ta chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bốc thăm đi. Bốc chưa chưa? Đấy. Vui đấy, vui đấy. Chỉ định là vui đấy nha. Đấy. Các bạn ơi. Cà đẹp vàng. Vàng. Mở hồng các bạn ơi. Cà đẹp tím à. Ui, các bạn ơi, học chơi không phải ăn đấy nhưng mà. Hậu mất lượt. Hay hậu chỉ định đấy các bạn ạ. Hậu may rồi, hậu may thế nhỉ. Rồi các bạn ơi, ngay vòng đầu hậu đã mất lượt rồi các bạn ạ. Đèn không được. Rồi, đấy. Ngon này không được. Bánh karep sầu riêng màu tím của anh Hoàng nha. Mình màu vàng các bạn ơi. Rồi. Màu hồng. Mình màu hồng các bạn ơi. Về ngon thế nhỉ. Các bạn ơi, mình mời các bạn nhá. Các bạn ơi, màu vàng này đang trước mù xoài các bạn ạ. Mình ăn nha. Các bạn ơi. Ăn kem mát mà có mùi sầu riêng rất phức luôn các bạn. Mình ăn được sầu riêng nhá. Nghe ăn cảm giác thơm á. Ngon quá. Ngon thế nhỉ, mấy bạn cố lên. Đây các bạn nhân sầu riêng rồi các bạn. Đấy. Đấy. Ừ. Cái này ai mà gầy thích lắm các bạn. Ăn béo. Mơ ơi, gầy gầy ngoài các bạn. Ông đây. Toàn đỗ nhân sầu riêng này. Mấy cả mùi xoài nữa. Ê, nhìn bánh cắn ngọt thế nhỉ. Khó là rồi luôn. Nhìn bánh ăn ngon thật đấy. Ngon bên trong của bởi sầu riêng này. Đấy em. Họ không được ăn thèm không? Thèm chứ. Nhớt nhãi rồi các bạn. Bên ngoài uống vị yêu có ăn ngoài. Bạn ăn thì ăn đi cái thiết trên. Đấy. Có ạ, có ạ. Thơm, thơm à, còn mình có mùi khoai môn này. Mình nhận rất sầu riêng các bạn nhá. Các bạn mình... Nếu người không ăn được sầu riêng bảo mùi đấy, mình ăn được cái thơm các bạn. Mình cũng thấy mình nghiện sầu riêng luôn các bạn ạ. Nhìn bách ăn thèm thật các bạn ạ. Đấy. Hậu thèm không? Sở trường của bách ăn không bẩn mồm, không chịu được các bạn ạ. Rồi. Thèm dữ nhưng mà mình không ăn đâu các bạn ạ. Rồi, đấy tự lấy một cái đây mà ăn này. Thèm. Các bạn nhờ. Tí nữa để mình còn để bụng, tí nữa mình ăn nữa các bạn ạ. Đấy. Các bạn mình xong một cái rồi nha các bạn nha. Rồi, đấy. Hôm nay ai là người cuối cùng ngừng ăn cái bánh này các bạn ạ sẽ được 500 đô của mình nhá. Yeah. Đấy. Anh Hoàng thấy thế nào? Mình ăn đúng không các bạn? Mình ăn vẫn cảm thấy ngon các bạn nhá, thơm. Rồi. Mình thích sầu riêng cực kỳ luôn các bạn. Nguyên. Cũng ngon. Ngấy chưa? Chưa anh ạ. Đấy. Thực ra là cái bánh này mình nghĩ là chắc không ăn được nhiều các bạn ạ. Giữa nhân của nó toàn đồ béo, đồ ngậy ấy. Đấy. Ôi ừ. Con bẩn thơ. Rồi. Hôn anh Nguyên cái. Cố lên. Đấy, bách vẫn chưa hết một cái các bạn ạ. Rồi. Ăn con quay mà mát lắm rồi. Ok. Mát là cái kem mát nhỉ. Mát rồi hả? Wow. Đấy, bách cái thứ hai. Đặt ngửa mặt kia lên. Đấy, mãi với một cái các bạn ạ. Rồi. Wow. Này, bánh ăn như trẻ con các bạn nhỉ. Béo các bạn nhỉ. Kiểu ra như là con không mà phải đứa trẻ con ấy các bạn. Mày... Rồi. Bánh. Đấy. Hai anh em gấu đỏ sáng tình cảm thật các bạn. Đúng rồi các bạn ạ. Chắc tối ngủ dài ôm nhau thôi. Đấy, rất là thương yêu nhau các bạn ạ. Được, anh em phải thế. Nguyên nhận thua chưa? Ngon. Rồi. Đấy. Yeah. Bách ăn cái này thì thế nào? Ngon ạ. Rồi. Bách gầy ăn này đúng sở trường rồi các bạn. Béo lắm ấy. Cố lên. Cái này béo ngậy luôn các bạn. Đấy. Béo ăn nó mới béo các bạn nhỉ. Nguyên này nên không ăn được béo thì đi ra các bạn nhỉ. Đúng rồi. Kêu ca nhiều. Đấy.
Wow. Rớt. Thôi không phải vuốt đấy lên mút đâu. Cái này ăn các bạn ạ, phải ăn rất là khéo không có rơi ra đầy mồm các bạn. Mình miếng cuối nhá bạn nhá. Rồi anh Hoàng miếng cuối cùng nhá. Mình cũng miếng cuối nhá các bạn nhá. Đấy, cố lên. Bách cố em. Chưa. Tuyệt vời Bách. Wow. Bách ăn sợ thật. Tiếp hai, hai game gỗ đỏ có xám ăn nhìn chồng. Quá chưa thua chưa? Chưa. Đấy, ở đây hậu là sạch nhất các bạn ạ. Vòng tiếp theo nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, vòng tiếp theo các bạn nhá. Ai bốc trước ơi? Cho bay vòng đi. Ai bốc cả được các bạn nhá. Ai bốc chồng về ăn. Ôi chết rồi, màu gì đây? Màu tím các bạn ơi. Vui đấy, vui đấy. Các bạn ơi, mình màu hồng. Các bạn mình màu vàng các bạn. Vàng. Chị đấy anh các bạn ơi. Chị đấy ai? Chị đấy ai? Vẫn nguyên nhỉ. Ăn cá đếp vào. Mười cái nhỉ? Mấy cái? Mấy cái? Hai cái. Các bạn ơi, các bạn nguyên bốc vào ca rép màu hồng như là Bách chỉ định thêm với hai ca rép màu xanh các bạn nhá. Các bạn ơi, mình đeo lắm các bạn ạ. Mặc dù em mà lại chỉ ca rép màu vàng của anh Hoàng nhá. Ôi. Hậu cuối cùng là được ăn ca rép anh trai màu tím các bạn ơi. Rồi. Cố lên. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Nguyên ăn thế nào? Em ăn thấy ngon nhưng mà hôm nay hơi ấy. Ấy gì? Mà chỉ định mình. Rồi. Làm sao mình chỉ định lại. Màu vàng này ăn như kiểu có mùi xoài đâu ấy. Rồi. Ở đây có vị rau tây các bạn. Rồi. Cái của mình vị khoai môn. Đấy. Có vị khoai á. Ừ. Đúng rồi, họ môn có ngay khoai họ môn. Họ môn, vàng ấy, khoai môn. Hợp lý. Quá hợp lý. Hợp lý đây. Đấy. Nguyên là này ăn thêm một bao các bạn ạ. Đấy, Nguyên rất là đen. Mình đen rồi các bạn. Cố lên anh trai. Cố lên. Đấy, anh Hoàng là vỏ là màu vị gì đấy? Xoài. Bảo ơi, màu xoài, xoài em. Rồi. Đấy, hậu là khoai môn các bạn ạ. Các bạn ơi, vòng nhầm mình ăn, vòng thứ hai mình không phải ăn các bạn ạ. Các bạn ơi, vị khoai môn ăn thơm thật các bạn. Chỗ mình nó sầu riêng các bạn ạ. Ăn nó cứ ngậy ngậy, béo, kem nữa. Rồi. Cố lên. Cố lên anh trai. Đấy, Nguyên đã hết một cái, rất là nhanh. Con thử. Cố. Đấy. Phải chỉ để cho ai. Nguyên rất là cay các bạn ạ. Đấy. Cải bách lắm đấy các bạn. Đấy, bây giờ Nguyên đã ăn sang cái màu xanh các bạn ạ. Đấy, Nguyên đã hết cái màu hồng nha. Ngon Nguyên. Màu xanh cái vị gì? Nó là vị gió dứa anh ạ. Rồi. Cố lên. Thêm vị cay các bạn ạ, đấy. Có thằng em gấu xám là thằng em mình mà nó đi chỉ định mình các bạn. Thế là anh em sống với nhau không tốt các bạn. Đúng rồi. Đúng rồi các bạn, Nguyên ăn màu xanh đấy có vị lá dứa và cộng thêm một cả vị cay nữa nhá bạn nhá. Rồi. Cay Bách các bạn. Đấy, vị cay của vì Bách chỉ định. Nếu Nguyên vào chỉ định, Nguyên sẽ chỉ định ai? Con. Bách. Đấy. Rồi. Các bạn ơi, hai anh em là gấu xám vô hóa chỉ định nhau vậy à? Cố lên anh trai. Đấy, cứ có ăn là chưa em nhớ anh. Nhau. Cố lên. Cố lên. Cố con khử. Đấy. Cái thứ 2. Rồi, hậu cái thứ 2. Đấy, bánh ca đét sầu riêng nó rất là dễ ăn nhưng mà nó rất là dễ ngán các bạn ạ. Ngấy á. Nó có kem các bạn ạ. Thế. Đấy các bạn này, đây là sầu riêng này, sơ sơ sầu riêng các bạn. Đấy. Ngon thật. Cảm ơn. Đấy, ăn cái sầu riêng này ngon lắm các bạn nhá. Thơm phức luôn. Nguyên cái nữa các bạn nhá. Người ăn cần nữa nha các bạn nhá. Đấy. Cái lá dứa ngon sao thế ăn ăn nó ngon hơn cái dâu. Cái đỏ gấu xám rất chi là tốt với gấu đỏ to vị ngon các bạn. Rồi. Anh em thương nhau các bạn ạ. Đấy. Cái con hình ngon là chia sẻ với nhau các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Vẫn được hồng dương rồi anh ạ. À. Thơm béo học. Ngon nhỉ. Anh dai à? Ngon con. Ồ ngon. Đấy. Lần sau mình vào chỉ định ai khác được ngon. Các bạn ơi, cái bánh ca rép sầu riêng này rất là nổi tiếng ở trong Sài Gòn các bạn nhá. Anh dai Hoàng ơi, cố lên. Ok. Cố lên. Hôm nay anh đã cố gắng đánh bại hết tất cả các đối thủ ở đây. Ôi anh ạ. À. Anh người đánh bại á. Họ thua chưa? Thưa anh ơi, bằng gì? Mới vòng đầu đúng không? Nói chung là bạn hậu mình bằng nhau các bạn ạ.
Rồi. Không, mới ăn được 2 cái, còn mình ăn 6 cái. Bạn ăn được bạn thua. Chưa nhất anh Huyền gì ơi. Anh nhiều nhất. Trận chiến này cũng là may rủi các bạn nhá. Đấy. Mình hết nha các bạn nhá. Chưa nhất anh Nguyên. Anh Hoàng đã hết. Kêu. May mắn thôi, cái không có cho rồi. Rồi. Đúng rồi, không ăn được thì thua các bạn nhỉ, cứ lèo nhèo ăn nhiều. Đây, chua, cả lá, ăn rồi nó chua. Đấy, anh Hoàng hết rồi các bạn nhá. Nhưng mà miếng cuối bạn ạ. Rồi, học còn miếng cuối cùng các bạn ơi. Ok. Gấu đỏ cố lên. Gấu đỏ cố lên. Gấu đỏ cố lên. Gấu đỏ cố lên. Anh ơi. Đấy. Vớt lưng cho anh gấu đỏ. Ăn mấy cái đấy 6 em cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy mấy? Ngấy. Ngấy thầm ngấy thật. Mình ăn 4 cái mình thấy có bắt đầu có vị ngấy ngấy rồi đấy bạn. Nhưng vẫn phải cố để trả thù các bạn. Cố lên. Chắc mình chỉ ăn được tầm 20 cái thôi. Các bạn ơi, trận chiến này ăn cái bánh này về sẽ tăng cân các bạn ạ. Đúng rồi. Gấu xám đâu, cổ vũ gấu đỏ đây. Gấu đỏ cố lên, gấu đỏ cố lên, gấu đỏ cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi, thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, gấu đỏ cố lên, cố lên. Nguyên ăn, lao, thôi là gì đó là. Nguyên ăn. Nguyên thua chưa? Không rồi, không rồi. Rồi, ok. Phải chạy cầu. À, thôi đi. Thôi nào, thôi nào. Thôi đi. Cố lên. Rồi. Cố lên. Cố lên. Anh Hậu, cố lên. Wow! Yeah! Yeah! Được chưa? Chưa! Tiếp theo! Dạ chưa? Dạ! Cho người bốc trước đi! Ai? Mày làm gì vậy? Chỉ nhất như thế rồi! Có mày chỉ! Tìm các bạn ơi! Ta đã tím rồi! Mình nhận cờ dép gì đây? Cờ dép xanh dương các bạn ơi! Cờ dép xanh dương! Dương rồi! Yeah! Một vàng các bạn ạ! Một vàng! Yeah! Bánh chỉ anh các bạn ơi. Chỉ anh đi ơi. Trong Nguyên đi, trong Nguyên ra số đây. Các bạn ơi. Nổi tiếng mà mình chỉ dạy anh Nguyên tiếp coi nhá. Cái nào? Cái nào? Màu xanh này anh ơi. Rồi xanh dương. Ok đấy Nguyên. Các bạn ơi, bắt ghét mình hay sao ấy. Mình màu vàng các bạn nhá. Nguyên này phải ăn thêm 2 cái nữa. Rồi ok. Rồi. Các bạn ơi. Nguyên các bạn này. Bách chỉ định thêm 2 cái xanh là 4 cái. Các bạn ơi, Bách ghét mình cái sao ấy, chỉ định mình 2 lần. Đấy. Thế này là anh em sống trong một là không tốt với nhau rồi. Rồi. Các bạn ơi, các bạn ơi, vòng này á Nguyên chắc là hoảng các bạn. Rồi, Hậu lại màu xanh dương nha. Vâng, các bạn ơi. Gấu 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 xám chứ không phải quả này chưa vòng hoảng. Rồi. Nguyên lại chuột rút. Bạn em chưa? Các bạn ơi. Cái này vị bằng hà, nó lạnh các bạn ạ. Đấy, Nguyên ăn thấy có vị bằng hà không? Em có, nhưng mà ngán rồi đó. Đấy, thế là Nguyên ăn thế này là tổng là 10 cái. 10 cái. Lớn nhất là Nguyên các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Tem mình ăn rất là khỏe các bạn ạ. Đấy, Nguyên mà ăn hết 10 cái bánh karep này, Nguyên rất đẳng cấp. Đẳng cấp luôn nha các bạn nhá. 10 cái tính nha, là dập 10 vòng ấy. Cái vị bằng hà dẫn sầu riêng ngon thật các bạn ạ. Rồi. Các bạn ơi, giờ không hợp vượt thì ăn chán rồi các bạn. Đấy. Khoanh nhờ, thua đi. Vị mấy rồi nhờ. Rồi, bách này là may nhất các bạn ạ. Chạy chỗ ra. Bách 2 vòng không phải ăn rồi. Toàn phải chỉ định Nguyên ăn nữa bạn ạ. Cố lên. Đấy. Cố lên. Anh Hoàng thế nào? Vẫn vị như thế. Vẫn chưa bị mất vị các bạn nhá. Béo không? Béo. Nó ngấy rồi các bạn. Hoàng giờ mới ăn 6 cái. 6 cái đúng không? Mới cái thứ 6, cái thứ 5. Như vậy khả năng các bạn ạ, Nguyên ở nhà hay bắt làm gấu xám. Hôm nay gấu xám trả thù các bạn nhỉ. Đấy. Cố lên. Anh Hậu cố lên. Đấy, nhìn cái mặt của Nguyên là mình biết là Nguyên sắp ra rồi các bạn ạ. Nhìn cái vẻ mặt của Nguyên là chắc là mình... Các bạn ơi, vẫn tấm nhìn có ca khúc Người ra đi mãi mãi không? Đấy. Các bạn ơi, không may thôi. Thôi cố gắng ở lại bóc đèn chỉ đèn đưa Nguyên đi nhỉ. Cho Bách ăn thêm vòng nữa. Rồi, cố ở lại vòng nữa, chỉ đến đi.
Bác này có kêu tiếng chó giống giống vậy. Giống con cún cho mình thật các bạn. Đấy. Rồi. Hậu rất là may các bạn ạ. May chứ? Ăn hai vòng. Thế là may rồi các bạn nhỉ. Rồi, nguyên cái bì. Ăn hai vòng một vòng mất nhiệt nhỉ. Đấy. Các bạn ơi, ăn cái này béo lắm các bạn ạ. Rồi. Mà ăn này toàn mẹ người ngấy rồi các bạn. Cố lên. Đấy các bạn ạ. Béo ngại luôn. Đấy à. Cố lên. Các bạn ơi, bác bị dính bả các bạn. Rồi. Ngư cửa. Các bạn ơi, như con cú nhà mình. Cố lên rồi. Dạ chỗ khác thì chưa được chỗ ngồi chuyện. Cố lên rồi, vẫn còn. Đấy. Anh Hoàng có một cái nha, Nguyên còn hai cái rưỡi. Đấy, Nguyên rất là đen Nguyên, các bạn ạ. Nguyên cho Bách ăn đi. Bách đói kêu ăn ẵng đấy rồi. Còn lâu nhá. Chị mà ôm cái mà ăn đây. Ai anh hộ giờ này á. Khôn như bệnh nhà chứ. Nhớ được mạnh rồi. Nhớ được mạnh nhiều lắm. Cày nhỉ. Vừa bị chỉ định vừa bị mắng khổ. Khả năng Nguyên lại ra rồi. Nguyên lại ra rồi các bạn. Chớ ăn nhiều quá đi. Trời ơi. Em ngấy em không ăn được anh ạ. Em thương thương. Em không ăn được nữa em bỏ cuộc rồi. Là sao quá. Bạn Bách à, em chỉ đính toàn vào bạn Bách thôi. Rồi, thôi rồi. Một người với Bách mà. Đi gần chị Huệ đi. Đấy, Huệ ơi. Rồi, anh Hoàng ngồi vào trong đi. Huệ đồng hóa. Anh Hoàng ơi, chắc giờ anh bỏ em ghế ra. Ok, đấy, các bạn ơi, giờ còn Hậu với anh Hoàng nha. Ăn cái bị bạc hà, mát, các bạn mát hết mồm. Rồi. Cố lên. Anh Hoàng là vị xoài. Vị xoài nó thơm các bạn nhá. Đấy bên trong là sầu riêng rồi kem các bạn nhá. Đấy hôm nay Bách con người da băng được các bạn ạ. Ghê chưa. Quay đánh người da băng được. Bách này rực rỡ phết các bạn. Đấy. Con người da kêu á. Gặp chịu hệ rồi. Mày đừng rên nữa. Tao với mày giống ấy hả đó. Nói bạn nhá. Rồi. Ý, bắt đầu. Anh ăn hết rồi các bạn nhá. Đấy, có anh Hoàng thôi. Anh Hoàng cũng chuẩn bị ra gọi chiều ạ. Không. Anh gọi chiều ạ còn lâu lắm. Thế là anh Hoàng 6 cái, Hậu 4 cái. Bách 2 cái nhỉ? 2 cái. Bách 2 cái, rồi rất tuyệt vời. Hôm nay Bách khả năng thắng rồi. Chưa chắc đâu. Chưa chắc. Nhớ nhá các bạn nhá. Cái này nó lượng okay. May mắn. Đấy. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Tiếp theo. Sạch chưa? Sạch chưa? Sạch đi. Chưa anh Hoàng bốc trước đi. Ai bốc cả được? Ai bốc cả được các bạn nhỉ? Bốc kiểu gì? Chả phải em bao chỉ định các bạn nhỉ? Nào. Chỉ định rồi. Không phải. Cờ đi màu tím các bạn ơi. Cờ đi tím rồi. Yeah. Chỉ định các bạn đây. Rồi. Chỉ định ai? Ăn Hậu đi. Hậu ăn cái gì? Ăn gì? Anh cái màu xanh này anh ạ. Rồi okay. Mấy cái? Hai cái. Ok mấy okay. Đấy nhỉ. Rồi hôm nay Bách được cụ độ ra rất là may mà đỏ ra các bạn. Đấy anh Hoa hai cái caramel màu xanh lá. Bách đỏ đây được bốn cái caramel. Yeah. Bách đấy. Bách này đỏ thật các bạn. Đỏ thật các bạn. Hậu cay chưa? Cay chứ các bạn ạ. Hôm nay mình ăn mẻ này là mình vừa ngon vừa cay các bạn. Rồi bây giờ ăn một cái đấy. Liệu họ có ăn hết 4 cái không? Đơn giản, đây là vị khoai môn. Rồi. Wow. Còn này ăn ngấy ngấy rồi các bạn. Rồi. Đấy. Cái là cái thứ 7 của mình nhé các bạn nhé. Ok. Cái Bách thật đấy. Đấy, Bách thèm không? Cô ấy nhở. Bách thèm không? Bách thèm không? Bách này là cơ hội chiến thắng nhiều. Ôi. Bách khả năng thắng rồi. Đấy. Cũng chưa biết được kia đâu là vòng sau anh em đây tầm bốc phải chỉ định nhỉ. Cố lên. Thế anh Hoàng ăn cái thứ mấy nhỉ? Cái thứ 7. Mất lượt cái nào chưa ra? Mất lượt là chưa. Chưa. Rồi. Chưa. Đấy. Anh ăn mấy cái nhỉ? Không. 8 cái hết 4 cái là 8.
Rồi, ok. Ngang nhau à? Cố lên. Giới thiệu đấy bạn. Đấy, thầu riêng các bạn. Béo. Đấy. Sơ sơ các bạn chưa? Thơm ạ. Đang mùi sầu riêng các bạn ạ. Cố lên hai. Hai anh dai ơi. Thảo lại thêm một cái các bạn nha. Nghi bạn nào khỏe đấy. Đấy. Tiếp theo. Bạn nào thảo quốc mừng. Rồi. Bạn nào cay. Dự ra dứa, thơm. Cố lên. Đấy. Hậu ăn rất nhanh. Mấy bước ạ? Bởi vì là hậu cái này mới là cái thứ 5 các bạn ạ. Đấy. Cái 6. Rồi cái 6. Vẫn còn tâm trạng để ăn các bạn nha. Anh Hoàng cái thứ 7 rồi. Bách mới ăn được mấy cái nhờ? 2 cái anh ạ. Wow. Mày thế nhờ. 2 cái chỉ đấy 3. 3 đấy. 3 lần. 3 lần. 3 vòng. Ừ. Bách đúng không? Đấy. Cố lên. Bách kia đỏ các bạn. Cơ này nó đỏ đen nữa các bạn. Rồi, anh Hoàng ăn mãi mới hết một cái các bạn ạ. Đấy, Hậu ăn rất nhanh các bạn ạ, sắp sửa hết cái thứ hai rồi. Wow, nhưng mà ăn nhiều ngán thật, ghê cổ ngán mà. Rồi. Ui. Các bạn có nhiều kem quá các bạn ơi. Có nhiều kem rồi mọi người. Rồi. Cố lên. Đấy, các bạn ơi ăn cái này béo lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, không có anh cũng khổ con ạ. Nhìn hèm chế nước miếng. Nếu mà Bách mà thèm tầm này ăn hộ hậu ngay không ạ? Bách này là vò lươn đó. Bách cũng lươn đúng không ạ? Các bạn ơi, mình không phải gọi lươn các bạn nhá. Rồi, Hậu hết cái thứ hai. Quê. Mà ăn thêm vòng nữa. Khổ. Đấy, Hậu bây giờ lại quánh thêm vòng nữa các bạn ạ. Vậy là một mình anh ai vòng. Giờ ấy, bà nào giận ấy. Giận cướp đấy. Cố lên. Đấy. Anh Hoàng vẫn chưa hết. Và chưa hết cái thứ hai các bạn ạ. Nó cũng ngây ngấy rồi các bạn ạ. Rồi. Đấy. Hậu ăn rất nhanh các bạn ạ. Cái này nó mềm các bạn. Dễ hướng. Rồi. Đấy các bạn chưa rất nhiều sầu riêng. Đấy nhìn này. Thơm phức các bạn ạ. Cố lên. Anh Hoàng có hiện tượng người ngấy kẹo ấy. Nghe nói anh cũng người ngấy các bạn. Chậm lắm. Đấy. Người ngấy vừa lo rồi các bạn nhá. 8 cái rồi. Hậu ăn rất nhanh. Đấy. Thơm nít các bạn. Rồi. Đấy, anh Hoàng còn một miếng thôi các bạn ạ. Rồi. Yeah. Hậu hết cái thứ ba. Ui. Bạch chết mình. Lại đi phai môn các bạn ạ. May là mình ăn thức ăn nữa mà hả? Rồi. Đấy, anh Hoàng còn miếng cuối nữa các bạn nhá. Đấy. Yeah, anh Hoàng chịu thua chưa? Chưa. Rồi. Giờ còn mình Hậu thôi các bạn ạ. Cố lên, cố lên. Cái béo thực sự luôn. Lần nào được anh nhở, bốc vào chỉ định, chào về chỉ định. Thì chào về chỉ định nhé, nhé lại bốc vào chỉ định lại, lại tự mình chỉ định mình nhé. Muốn các bạn muốn thắng thì phải bắt buộc phải chỉ định đối phương ăn phải hai cái các bạn nhở. Mới thắng được. Không miếng nữa. Chưa được. Chưa được. Cố lên. Cố lên. Hai miếng nữa. Hậu ăn mạnh phết các bạn nhở. Khỏe. Cố lên. Không có buồn nói các bạn. Ăn này mà đi tập gym thì đúng bằng thừa các bạn nhở. Rồi. Lốt đi. Xong. Yeah. Thắng thua chưa? Yeah. Rồi vòng tiếp theo các bạn nha. Rồi. Xem Bách lần này có may mắn được không các bạn nha. Cho Bách đông chưa đi. Bách đông chưa đi. Này Bách thật. Bách vào chỉ định của này thì kinh điển này. Này không phải rồi. Bách phải ăn rồi. Các bạn ăn màu xanh nữa. Xanh dương các bạn ơi. Các bạn mình chỉ định các bạn. Chỉ định nha. Ok. Từ từ là chỉ định cái gì. Là chỉ định cái gì. Các bạn ơi.
Thôi bây giờ mình chỉ định hậu cho hậu ra nhé bạn nhá. Hậu hai cái màu xanh lá cây. Rồi, màu xanh lá cây, ok. Bốn cái mà. Thôi, các bạn ơi. Đấy, bốn cái ca đấy. Màu xanh nhá các bạn nhá. Con miệng nhá. Cứ tưởng may mắn các bạn nhỉ, đấy ván đầu mất lượt đấy. Ui à. Rồi anh Hoàng à các Bách là mình hết chỉ dây rồi các bạn ạ. Rồi Bách phải ăn. Mình tính Bách mình lúc nào chỉ định mà chết à. Mình ăn này còn hơn cả Nguyên Ngọc các bạn ạ. Sợ thật. Xem hậu chưa hậu ngon đi ạ. Xem hậu có cảm chịu Huệ các bạn nhá. Chịu Huệ là xinh. Chịu Huệ ơi. Nói chung là mình ăn mà các bạn đủ là mình biết mà các bạn ạ. Đấy mình có phải trẻ con đâu các bạn nhỉ. Ăn loa cái là mình không ăn nữa. Chán là thôi. Chứ anh như Nguyên ăn lên lận nôn thì thôi các bạn nhỉ. Nguyên là có cố gắng các bạn nhỉ. Nguyên rất cố gắng. Nhưng mà Nguyên rất cố như kiểu gà bị toi ngáp. Nói chung là mình ăn đủ thôi các bạn. Rồi. Cảm thấy mình không đi được nữa mình sẽ thôi. Rồi ok. Nguyên là một người rất là cố gắng các bạn biết không. Bách ăn rất khỏe các bạn. Đấy Bách mới là cái thứ ba các bạn. Hai. Thứ ba. Thứ ba. Đấy ăn một vòng rồi đúng không? Ăn một vòng. Rồi thế là cái Bách ăn ngon miệng thật các bạn. Đấy. Tại vì Bách nói chung là Bách này may mắn thật các bạn ạ. Bách may mắn trôn đen. Bách cũng nghỉ giải lao hơi lâu rồi. Giờ mới được ăn. Ăn nó khoai kem ra một bên các bạn chưa. Cố lên. Bách ấy cố lên. Đấy các bạn ơi, chúng ta còn 2 người thôi các bạn nhá. Còn 2 người đâu, 3 người chứ. Đúng rồi, 3 người. Đấy là phút này mình ngấy thực sự rồi anh ạ. Đấy như chính là ăn sầu riêng nhiều người các bạn. Cố lên. Sau đợt này chắc mình cũng sợ sầu riêng, mình cảm giác mình ăn sau đợt này mình sẽ bớt cái độ nghiện sầu riêng đi các bạn ạ. Rồi. Em ơi. Thôi anh ơi, anh đang sợ rồi lại mời các bạn nhỉ. Rồi. Đấy, bánh thêm một cái các bạn nha. Đấy. Ăn cái thứ ba vẫn khỏe các bạn ạ. Hậu. Cố lên. Chính là hậu chua khỏe phết các bạn nhỉ. Hậu chua khỏe thật đấy, nhìn thấy hậu chua khỏe. Đấy, hậu khỏe chứ các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ hậu chua vòng này hậu hoảng nhá các bạn nhá. Mình nhìn biết. Đấy, các bạn thấy chưa. Cái kem nó ăn rất là ngấy các bạn ạ. Ngấy chứ, ngấy kem này, kem ngấy thật. Kem này thuộc dạng kem bánh sinh nhật các bạn hiểu không. Ừ đúng rồi, ăn như kem bánh sinh nhật. Ngấy à. Đấy. Cái này phải người ăn được ngọt. Đúng rồi. Bách sao đấy, chịu thua chưa? Em thua rồi. Rồi. Bách mới cái thứ 4 thua là được anh nhỉ. Hậu chịu thua chưa? Hậu chắc là quả này anh Hưng ơi giờ. Hưng ơi. Khả năng em chịu thua nhỉ. Chịu thua hả? Vừa lo mà vừa ngán có lắm rồi. Không ăn hết được chỗ này. Thế chịu thua gì? Mình chịu thua các bạn nhá. Bởi vì thôi thật các bạn là không ăn được nữa. Ngán quá rồi. Ok. Bách Kỳ với anh Hoàng nhớ mặt mình nữa. Lần sau thi chết mình hai cái nhân vật. Kia tí chui. Các bạn thấy hiệu lực của chiêu nhất dương chỉ của mình như chỉ đâu chết đấy các bạn nhá. Rồi. Bách nghe đi. Định chỉ Bách nhưng mà cũng thôi. Đằng nào mình cũng phải loại một đối thủ ra đã. Rồi. Vậy. Bách chịu thua chưa? Rồi. Vòng tiếp theo. Rồi. Hậu đã ra đi. Còn lại 2 người các bạn nhá. Đấy, múc kem nào. Của mình sẽ đưa ba. Cá nép vàng. Ok. Rồi các bạn ơi, cá nép vàng của Bách. Đấy, xanh dương của anh Hoàng nha. Đấy các bạn ơi. Cố lên. Cố lên. Đấy còn 2 người các bạn ạ. Nhìn ngấy ngấy các bạn. Rồi Bách ăn thấy vị nào. Một vạn mình thấy vị xoài các bạn ạ. Rồi mình mới rồi ăn cái bạch bạc hà ra vị bạc hà. Rồi bên trong có những kem thời gian nhân đỗ cộng với vị xoài ăn ngon các bạn ạ. Rồi cố lên. Mình mới ngấy mỗi lại phần kem các bạn nhá. Đấy phần kem nó ngấy nhất các bạn ạ. Cô là ăn cái kem mình ngấy rồi các bạn. Đúng như kem ở bánh sinh nhật luôn. Rồi. Cố lên. Ngấy. Đấy. Còn 2 người ăn khỏe nhất các bạn ạ. Nhưng hôm nay Bách là người có khả năng chiến thắng nhất các bạn ạ. Bách đỏ các bạn. Bách đỏ á. Thế Bách ăn mấy cái nhỉ? Rồi. Bách. Cái thứ... 5. 5. 5. Rồi. Mình cái ký rồi các bạn. Đấy, Bách chịu thua chưa? Ừ.
Em ghê ơi. Rồi, anh Hoàng chịu thua chưa? Chưa. Đấy các bạn ơi. Cái thứ 9 rồi nữa các bạn. Rồi, bách hết rồi các bạn nhá. Một cái. Cái của anh Hoàng là cái thứ 9 rồi. 9 rồi. Đấy. Đấy. Cố lên. Đấy. Bách ăn rất khỏe các bạn ạ. Nhìn ăn rất ngon miệng các bạn nhờ. Thơm phức các bạn ơi. Mị xài ăn thơm các bạn ạ. Đấy, anh Hoàng thêm một cái các bạn nha. Mời phép các bạn. Ui, các bạn nhìn bách chưa? Ui. Bách như chưa rồi, cái khác rồi. Quá tuyệt vời. Nhìn ngon chưa? Mấy cô phải bách nhìn cho mình cùng ghê các bạn. Cố lên. Đấy, các bạn nhìn chưa? Anh Hoàng ăn rất là ngon các bạn nhá. Không ngon đâu bạn, cho mày ngấy rồi. Đấy, bạn anh rất nhanh. Đã hết. Đã hết. Yeah. Còn anh Hoàng nữa các bạn. Ôi ơi. Ơi. Đấy. Sao mày không ngấy các bạn? Cái thứ 9 rồi các bạn ạ. Cái thứ 10 rồi. Cái thứ 10. Cái thứ 10. Trời ơi. Đấy. Cố lên. Bách chịu thua chưa? Em chưa anh ơi. Rồi. Em ăn ít thôi làm sao em lại chịu thua. Anh Hoàng chịu thua đi. Anh ăn 10 cái rồi. Rồi. Yeah. Hai người anh chưa thua chưa? Yeah. Sáng chưa? Sáng tham. Bốc tham. Em mà bốc đi. Đấy, hai người rất có duyên với chỉ định các bạn ạ. Thôi xong rồi. Của mình xanh dương ạ. Yeah. Cà đẹp xanh dương. Bất lượt các bạn ơi. Bất lượt rồi. Bánh đỏ rồi các bạn. Ok. Rồi các bạn ơi. Anh Hoàng nha, hai cái xanh dương. Các bạn mình đen rồi. Hôm nay bánh đỏ rồi. Lại bạc hà các bạn nhá. Rồi. Anh ạ. Đấy là may em ngồi chị đấy nhé. Nhá. Chứ nhỏ bách này đỏ hơn ạ. Đấy hôm nay bách rất là đỏ các bạn ạ. Lại mất lượt. Em may em ngồi chị đấy nhá. Bách ăn hộ một cái. Riêng, riêng nếu mà bách ăn hộ mình hết cái này mình lại chiến đấu tiếp nhá. Còn mỗi cái gì các bạn ạ. Bách khổn thế các bạn nhỉ. Đấy. Cố lên. Các bạn giống như mình ăn hộ để anh Hoàng chiến đấu với mình để mình thua. Đấy các bạn ơi. Cái thứ 11. 11 rồi. Cố lên. Một cái rồi. Đấy, 11 cái ca rép sầu riêng các bạn ấy ăn kinh khủng chưa? Bình thường các bạn mua cho bạn chỉ ăn được cái hai cái là cùng. Nhưng bọn mình thì ăn rất khỏe các bạn ạ. Nếu ăn đã ngon cái ăn được tầm 3 cái quay đầu nào ngon. Đúng rồi. Ăn cái thứ 4 là không còn ngon nữa. Đấy. Còn Nguyên thấy ăn 10 mấy cái. Ăn một... Nguyên làm gì được 10 mấy cái? 6 cái. Ăn một lần mà kéo à cai cả tháng các bạn ạ. Đó là các bạn. Cố lên anh ơi. Cố lên. Tôi hiểu sầu riêng hả các bạn. Đấy, hoàn chưa. Cố lên để vòng vào vòng vào vòng trong trở hư. Đó là các bạn. Các bạn đúng là sự các bạn. Thử hãy không chịu thua các bạn. Thế là chị thua đi. Chị thua. Anh rồi. Anh Hoàng nay bỏ cuộc các bạn nha. Hôm nay Bách là người cuối cùng ngừng ăn bánh cay. Yeah. Rồi Bách là người chiến thắng. Yeah. Các bạn ơi, hôm nay Bách là người chiến thắng trong trận chiến người cuối cùng ăn bánh cay đép sầu riêng nha. Bách may mắn. Bách này may thật các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình thấy Bách thắng. Yeah. Bách thắng liên tục các bạn nhờ. Rồi chơi đi. Chú hàng đi. Bách sành hàng lên. Bách hàng lên. Bách hàng nha. Bách hàng đây. Cô vào bên trong này, cô phải lão. Rồi, chú qua nha, đừng có hỏi thấy đây nha. Một, hai, mày đếm đi. Ba, nhanh lên. Một vòng cái này. Bốn, ba, bốn. Cứ theo trôn các bạn. Chuẩn nhất. Thôi cua vào đi vào bên trong này. Sáu, 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 bảy. Dám.
29 rồi 30 đấy các bạn thấy video này bọn mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ với mình nha. Đấy còn bây giờ xin chào các bạn mọi người trong clip tiếp theo.